Trên sàn xe cũ, Toyota Fortuner 2018 bản 2.4G at giao bán với giá 840 đến 890 triệu. Đây là những xe xuất xứ từ Indonesia, đã vận hành từ 80.000 đến 150.000 km. Tại thời điểm năm 2018, bản G này có giá lăn bánh tạm tính 1 tỷ 188 triệu, trong khi giá bán vào khoảng 1 tỷ 264 triệu chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Như vậy, giá trị khấu hao trung bình của chiếc SUV 7 chỗ này trên dưới 100 triệu một năm. Sự bốc hơi mạnh của xe mang thương hiệu Toyota nổi tiếng, với khả năng giữ giá mang, đến cơ hội tốt cho người dùng muốn tiết kiệm chi phí mua xe. Tại Việt Nam, Toyota Fortuner phù hợp với những người mua xe chạy dịch vụ. Do đó, những khách hàng kinh doanh thường chọn phiên bản thấp cấp, máy dầu với số tự động hoặc số sàn. Trong khi những người mua xe Toyota Fortuner đời cũ để phục vụ gia đình, hay làm phương tiện di chuyển đường dài thường nhắm đến những bản cao cấp hơn. Toyota Fortuner 2018 máy dầu, số tự động có ngoại hình đơn giản. Phiên bản máy dầu của Toyota Fortuner 2018 tiêu hao nhiên liệu khoảng 7 lít cho 100 km, khá tiết kiệm so với những chiếc SUV thông thường. Điều này cũng khá dễ hiểu bởi chiếc xe này chỉ có công suất khoảng 164 mã lực, kém hơn nhiều so với các mẫu SUV 7 chỗ đời mới. Toyota Fortuner đời 2018 cũng bộc lộ một số nhược điểm mà người dùng phải biết chấp nhận thích nghi trong quá trình sử dụng. Cụ thể, Toyota Fortuner 2018 có khoảng sáng gầm xe lớn nên vận hành có hiện tượng bồng bềnh khi di chuyển trên cao tốc. Điều này khiến người ngồi bên trong xe bị say. Yếu điểm này vẫn chưa được khắc phục ngay cả trên bản mới nhất. Thiết kế xe Toyota Fortuner 2018 không nổi bật. Bên trong xe trang bị tiện nghi không được nhiều người dùng đánh giá cao thiết kế đơn giản, khá lạc hậu, vẫn là đầu CD, ghế chỉnh cơ chìa khóa cơ, điều hòa, hàng ghế thứ ba dạng treo và không thể gập phẳng. Bản tiêu chuẩn chỉ tích hợp công nghệ an toàn ở mức cơ bản, như hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ khởi động ngang dốc, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo. Với mức giá giao bán gần 900 triệu nếu không chọn chiếc Toyota Fox Tuner g đời 2018 sẽ có nhiều lựa chọn khác trong phân khúc SUV 7 chỗ cùng tầm, giá như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport hay Isuzu MU-X.